Và hiện tại là Tâm đang đứng ở đâu anh chị nha? Phần cao nhất của căn nhà luôn, đó là phần trên 3,5 tấm nha. Đó, thì ở trên đây là sân thượng, thì anh chị cứ nghĩ là trên đây là có mái tôn, nhưng mà Tâm đút hết luôn anh chị và các bạn nha. Đó, thì căn nhà này Tâm xin nhắc lại thông tin của căn nhà này. Căn nhà này nằm trên trục đường Đinh Đức Thiện, đó, từ chợ Bình Chánh vào bên trong nhà chỉ có 2 km thôi. Và đặc biệt với anh chị và các bạn là nằm trong khu đô thị Eco City, một khu đáng sống, một khu sinh thái. Rồi, chào anh chị và các bạn. Hôm nay Tâm giới thiệu cho anh chị và các bạn một khu sinh thái rất là đẹp luôn nha anh chị. Và Tâm bán căn nhà trong khu sinh thái nha anh chị, chứ không phải bán khu sinh thái. Thì căn nhà này là cực kỳ là đẹp, nằm trong khu Eco City nha anh chị nha. Và một khu đáng sống, một khu đầu tư và an cư quá tuyệt vời anh chị nha. Đó, thì căn nhà này á, nằm trên trục đường chính là Đinh Đức Thiện, chạy vào trong khu Eco City, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sang trọng luôn anh chị nha. Đó, và khu này rất là rộng lớn. Đó, khu này đem đến cho anh chị và các bạn là một cái khu sinh thái để anh chị có thể nghỉ ngơi rất là tuyệt vời luôn anh chị, và ở là quá tuyệt vời anh chị. Thì căn nhà này á là nằm trên khuôn viên đó, trong khu đối diện với lại shop house nha anh chị nha. Anh chị thấy nguyên một dãy shop house đó. Đó, rất là nhiều luôn, 7-8 tỷ không anh chị, mà căn nhà Tâm giới thiệu cho anh chị rất là gần với khu shop house đó. Và đây là view công viên anh chị nha. Đó, view cây xanh đó, một khu cây xanh, một khu rất là đẹp luôn, và nhà mình đối diện luôn. Đường trước nhà đây là đường 10 mét chán nhựa nha anh chị, xe hơi xe tải đi rất là thông thoáng luôn, và như là xe tăng, như là đường máy bay để xe tăng chạy luôn anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Và ở bên tay phải của căn nhà đây anh chị thấy đó là một cái hồ sinh thái nha anh chị, rất là đẹp luôn. Thì trước mặt là một cái hàng cây xanh đó, khu công viên. Bên tay trái là khu shop house và bên tay phải là khu công viên, rất là đẹp luôn anh chị và các bạn nha. Và căn nhà này với diện tích là ngang 4,5 m, dài 22 m đó, hướng là hướng nam nha anh chị nha. Một trệt 3 lầu rất là tuyệt vời luôn anh chị và các bạn. Xây dựng rất là kiên cố luôn. Ép cọc bê tông là 7 m, 2 cọc nhồi là 14 m nha anh chị. Rất là tuyệt vời. Đó, thì căn nhà này với công năng sử dụng là một phòng khách nè, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, một phòng thờ và 5 nhà vệ sinh nha anh chị nha. Đặc biệt á, căn nhà này là hai mặt tiền, mặt tiền trước 10 m và mặt tiền sau là 4 m, thông thoáng, không có sắp sát nhau nha anh chị nha. Xây không có áp vào nhau nha chị, nên rất là tuyệt vời luôn. Trước nhà là có những cái cây xoài cổ thụ rất là đẹp nha anh chị, cây lồng mứt sabu chơi đó, rất là đẹp luôn đó, cây xoài anh chị nha, cực kỳ là đẹp luôn. Khu này là khu công viên cây xanh nha anh chị, và ở giữa thì có một cái đường đi bộ đó, mình có thể tập thể dục, chơi thể thao, quá là tuyệt vời luôn. Vừa về vừa sống, vừa an nhàn mà vừa nâng cao sức khỏe nó khá tuyệt vời anh chị. Nhà ở hướng nam nha anh chị. Giá căn nhà này đó, chưa đầy 4 tỷ anh chị đã sở hữu được căn nhà quá tuyệt vời, và đặc biệt là vay ngân hàng được 2 tỷ anh chị nha. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Thì căn nhà này là xây biệt lập anh chị ha, xây biệt lập rất là đẹp luôn. Đó, có hàng vỉa hè đằng trước anh chị, vỉa hè đằng trước đây là 2 m nha anh chị nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đồng hồ điện, đồng hồ nước riêng biệt luôn, và sổ hồng công chứng trao tay luôn anh chị nha. Rất là tuyệt vời anh chị. Rồi, Tâm mời anh chị và các bạn vào bên trong nhà. Đây thì trước nhà là có một cái lớp cửa tổng hàng rào nha anh chị nha. Đó, rất là đẹp luôn. Nếu mà anh chị mình có xe hơi thì anh chị có thể để bên ngoài rất là thoải mái luôn, hoặc là anh chị có thể chạy thẳng vào bên sân luôn. Đó, mình để phần lua ra bên ngoài cũng được đó anh chị nha. Rất là được, rất là tuyệt vời luôn. Rồi á, thì ở đây được cái là quy hoạch rất là bài bản luôn, điện là âm dưới hết luôn anh chị và các bạn nha. Và cống thoát nước đầy đủ hết, không bao giờ bị ngập úng nha anh chị. Rất là tuyệt vời luôn, một căn nhà rất là đẹp nha anh chị. Khu này được quy hoạch giống như là khu Phú Mỹ Hưng vậy anh chị nha. Phú Mỹ Hưng rất là đẹp luôn. Đường có tên đường đầy đủ luôn anh chị. Đường này là đường Nam Phương nha anh chị nha. Đây, đây là đằng trước nhà đó anh chị. Sân đây 3 m.
có vòi nước để mình có rửa sân rửa xe và hàng rào rất là dễ thương luôn. Nếu anh chị nào mà mua những căn nhà bên Tâm ở Eco City sẽ tặng một cái bộ ghế đá cho anh chị rất là đẹp để mình có thể chơi cờ uống trà nhâm nhi đó. Thì anh chị thấy phần sân của mình có thể là lợp ra mái tôn nè, mái tôn trong anh chị nha. Rồi mình có thể là trồng những cây để bên vạ hàng rào đây rất là đẹp luôn anh chị và các bạn, và rất là thẩm mỹ luôn anh chị nha. Đó thì lớp cửa của mình đây là cửa cuốn của Đức nha anh chị nha. Đó, nhập khẩu từ Đức. Và tất cả cửa trước cửa sau thêm một cái lớp cửa, và tất cả cửa phòng luôn đều là nhôm sinh pha kiến cường lực luôn anh chị và các bạn, dày đến 12 ly nha, rất là dày và rất là tuyệt vời luôn anh chị. Đó thì chị thấy ở trong nhà sạch thì mát mà bác sạch thì không cơ luôn chị. Đó, nhà thì rất là mát mẻ do là làm nhà mới vừa mới hoàn thiện luôn chị và các bạn nha. Đó, tiếp đến anh chị thấy là bên trên đây đó, khi mà vào cửa là có một cái hàng đèn led rất là đẹp luôn chị và các bạn. Và hệ thống hiện đại đây anh chị, Tâm sẽ cho anh chị và các bạn coi. Tâm rất xây dựng thì rất là quan trọng về hệ thống điện nha anh chị. Đây bộ CV của mình đó, rồi hệ thống điện đây, và cái công tắc để mà kéo cửa cuốn nha anh chị và các bạn nha. Rồi đây là không gian của trong phòng khách, anh chị thấy cực kỳ là thoáng, cực kỳ là rộng rãi luôn chị và các bạn. Và đây là một cái không gian mở từ trước ra xa chị ha, rất là đẹp luôn chị nha. Và ở trên đây Tâm làm là trần thạch cao rất là đẹp luôn, trần cao trên 3m nha chị nha. Đó, 3m2, và có Tâm làm là trần thạch cao rất là tỉ mỉ và rất là đẹp luôn chị, do nghệ nhân làm, và có một cái bộ đèn trần rất là sáng nha chị nha. Đó, rồi bên dưới là Tâm ốp gạch men, là gạch men ống kiến, là gạch 80 nha chị nha. Đó, rất là đẹp, rất là sang dành đến cho chị và các bạn. Rồi bên tay phải trong đây là có một bức con ngựa, 8 con ngựa chạy vào bên trong nhà, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sang luôn. Và có đèn ẩn bên trong luôn chị nha, và buổi tối thì cực kỳ là nó sáng luôn chị, rất là dễ thương luôn. Đó, rồi bên tay trái trong đây anh chị thấy là có một cái bức tranh nữa anh chị. Đó, bức tranh này là 8 con cá chép coi rất là đẹp luôn chị và các bạn, và một cái sân vườn rộng nhìn ra rất là sang luôn chị nha. Và đặc biệt căn nhà của mình là xung quanh tất cả đều có tiện ích hết chị. Trong khu Eco City này á thì đã có là vườn sinh thái, khu vui chơi trẻ em, trường học, bệnh viện đầy đủ luôn chị và các bạn. Và ở đây là có một cái cửa hậu nha chị nha. Đó, cửa hậu thì cũng có cửa cuốn luôn chị, đầy đủ hết, đón ánh sáng nắng gió đầy đủ luôn chị nha, rất là đẹp luôn. Đó, thì chị thấy khi mà xong thiết kế cho chị và các bạn là có đầy đủ dây cáp TV luôn là chị nha. Rồi vào sâu bên trong là có một cái bức tranh nữa chị, có cầu địa đàng nha chị nha. Và nếu anh chị nào mình có xe hơi á thì mình có thể chạy suốt vào bên trong nhà cũng rất là tiện nha chị Linh. Đó, và hai bên là có một cái đèn trần, đó đèn rất là đẹp luôn dành đến cho anh chị. Và giữa nhà Tâm đã đặc biệt là đưa đến cho anh chị là một cái cầu thang rất là đẹp, là điểm nhấn cho phòng khách và ngăn cách giữa phòng bếp luôn chị và các bạn. Ở đây nếu anh chị nào mà mình muốn mình có thể làm thêm phòng nông bộ, hoặc anh chị có thể làm thêm một cái tủ anh chị, rất là ok luôn chị nha, rất là tuyệt vời. Đây là khu vực Tâm thiết kế cho anh chị và các bạn rất là đẹp, mình có thể là để sách. À, để sách là để những cái vật trang trí lên rất là đẹp nha chị nha, một cái kiểu pháp cách rất là hiện đại luôn chị. Đó thì tường đây là tường xây 20 hết luôn nha anh chị và các bạn, nên là căn nhà cực kỳ là kiên cố và chắc chắn luôn chị. Rồi đây là không gian của phòng bếp rất là rộng nha chị nha. Phòng bếp thì có hệ thống tủ bếp trên và tủ bếp dưới, đây đầy đủ dành đến cho anh chị và các bạn luôn. Và ông táo có chỗ để ông táo luôn, và kiếm cường lực để khi mà mình có chiên xào muốn nướng gì văng mở lên thì mình có thể tiện lau chùi anh chị. Và đặc biệt là trong phòng bếp á thì anh chị thấy là một cái không gian rất là sáng và rất là đẹp luôn chị và các bạn nha. Đó, đem đến cho mình một cái điểm nhấn là hệ thống đèn led nha chị và các bạn nha, rất là đẹp, rất là sang luôn. Và ở đây là bộ vi nóc 304 rất là dày, rất là đẹp luôn chị và các bạn. Rửa bát lên là có rõ được nha chị nha, và nước ở đây thì cực kỳ là mạnh và mát luôn chị. Đấy, màu nhóm rất là to, rất là lớn luôn. Và sau nhà là có một cái nhà vệ sinh kết hợp với phòng tắm nha chị nha, cực kỳ là tuyệt vời luôn chị.
có vòi sen nè, vòi massage đầy đủ hết cho anh chị luôn, vòi cầu đường khói đó, vòi lavabo đó, và đặc biệt là Tâm đã ốp đặt lên trên trần hết luôn chị và các bạn, rất là sáng và rất là đẹp luôn, và có đặt sáng này, có cửa sổ đây để gió lùa vào rất là mát luôn chị nha. Đó thì vào trong căn nhà này như khách sạn ở không trong khuôn viên 5 sao vậy. Đây là phần lối thoát hiểm đằng sau nhà nha chị nha, để mình có thể là để máy giặt nè, đây có ống nước vô nước ra đầy đủ luôn để mình có thể để máy giặt luôn chị và các bạn, và phơi đồ, đó là lối thoát hiểm. Nhưng mà điều đặc biệt nữa là mình có phần sân, phần mặt tiền sau đó, mặt tiền sau là 4m nha anh chị nha, đó mình có thể là đi rất là tiện luôn, lối đi bộ riêng hai bên nhà đó, không có xây chạm đất vào nhau nha anh chị nha, rất là tuyệt vời. Đó thì ở ngoài thì Tâm cũng đã làm hết cho anh chị và các bạn là gạch hết rồi, ốp lên tới 2m luôn anh chị nha, đầy đủ hết, rất là sang luôn. Rồi và anh chị khi mà vào bên trong nhà thì rất là mát và rất là thích thú luôn chị, do là căn nhà hiện đại theo phong cách rất là hợp lý, đem đến cho anh chị và các bạn là một cái nguồn sinh thái, một cái nguồn sống rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Rồi đây là không gian của hệ thống cầu thang anh chị, đây rất là đẹp luôn, với trụ cột anh chị thấy không, trụ cột gỗ căm xe đấy, và tay vịn gỗ căm xe nha. Đợt này thì đang nổi tiếng về cái tay vịn nha anh chị nha, tay vịn Tâm làm rất là kiên cố chứ không phải tay vịn kia nha anh chị đó. Rồi với những cái bậc cầu thang là dài 1,2 đi rất là dễ dàng luôn chị, đó đi rất là dễ dàng và vận chuyển đồ rất là thuận tiện anh chị. Và hiện tại là Tâm đang đứng trên tầng 1 của căn nhà thì anh chị thấy view cầu thang rất là đẹp luôn chị nha, với hai chiếu nghỉ mình đi rất là thoải mái và thuận tiện dành cho những cô chú lớn tuổi nha chị nha. Và tất cả bậc cầu thang đều là vào chủ cung sinh hết nha anh chị nha, nên rất là yên tâm. Tâm xây nhà là lúc nào cũng phải để ý đến phần phong thủy nha chị đó. Thì ở trên tầng 1 là có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh khép kín trong phòng ngủ luôn, và mỗi phòng về cực kỳ là rộng luôn chị nha. Và căn nhà này á là rất là kiên cố và chắc chắn luôn chị, các bạn bảo đảm chị luôn, bảo hành cho chị 100% luôn chị nha. Đó thì phòng ngủ này là rộng 35m2 nè chị, phòng ngủ rộng 35m2 có cửa sổ hai bên, và đằng sau đây sau này là mình sẽ có một cái đường ở đằng sau nữa anh chị nha. Rất là đẹp, nhiều rất là đẹp anh chị. Và đây là đi chờ máy lạnh đầy đủ hết, nó ống đồng luôn chị nha, rất là đẹp, rất là sáng luôn. Và nhà vệ sinh để cực kỳ là thoải mái luôn chị, đây khép kín trong phòng ngủ luôn, dành cho những anh chị nào mà thích phòng ngủ có nhà vệ sinh anh chị nha. Đó và có đầy đủ hết dành đến cho anh chị và các bạn là bồn cầu điện khói, là bồn lavabo, vòi sen. Và điều đặc biệt là Tâm ốp gạch ở đây là gạch rất là sang và gạch 3D luôn anh chị và các bạn nha, như là ở trong khách sạn như vậy đó. Và cửa chị thấy là tất cả là cửa nhôm xung pha kiến mờ hết nha anh chị nha, kiến phần lực mờ luôn, rất là đẹp luôn. Rồi đây là phòng ngủ thứ hai nha chị nha, bước vào thì cũng có nhà vệ sinh rất là đẹp luôn, và cũng là 35m2 nha anh chị nha, nó rất là rộng rãi thoáng mát luôn chị, cực kỳ là thoáng, cực kỳ là rộng luôn. Và có cửa sổ này nhìn thẳng ra là khu shop house nha chị, ra shop house là 60 tỷ một căn đấy. Rồi ở đây là view công viên cực kỳ là sang trọng luôn đấy, đường đây anh chị thấy không, hàng cây xanh đầy đủ luôn, và mở ra rất là mát luôn, có được ánh nắng của mặt trời và gió của thiên nhiên luôn anh chị và các bạn, rất là đẹp luôn. Và đây có công viên rộng hơn một cái cửa sổ nữa anh chị. Ồ, mình có thể là mình trồng cây ở ngoài đây anh chị nha, cây xanh rất là đẹp luôn chị, cùng là sang trọng. Rồi dây đồng máy lạnh đầy đủ hết thì lớn cho chị luôn. Rồi và anh chị và các bạn mình cùng Tâm lên trên tầng hai cái căn nhà anh chị, mỗi một tầng như vậy thì sẽ có một cái đèn rất là đẹp luôn, đèn cầu thang anh chị nha, ở bên dưới là đèn của thiên thần, ở bên trên là đèn của Long Công. Và hiện tại là Tâm đang đứng trên tầng 2 của căn nhà thì công năng sử dụng của tầng 2 cũng như tầng 1 luôn chị và các bạn, có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh khép kín luôn, và đặc biệt là phòng ngủ cực kỳ là rộng luôn chị và các bạn nha, đó cực kỳ là rộng luôn, đó cực kỳ là thoáng luôn chị. Đây là phòng ngủ thứ ba, càng lên cao thì càng nhìn tỏ ánh nhìn ra được có ánh nhìn ra rất là xa luôn chị nha, rất là đẹp luôn đấy chị thấy.
sau nhà mình là một cái hồ sinh thái nha anh chị. Đấy, hồ sinh thái tối về là đập vịt đập thiên nga nha anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Và phòng ngủ này cũng có đầy đủ công năng sử dụng luôn anh chị nha. Không thiếu gì luôn anh chị, chỉ cần chờ thì về và tận hưởng thôi anh chị nha. Đấy. Rồi thì đây là nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ luôn, cũng có bồn lavabo nè, vòi sen, bồn cầu đường khói và tất cả đều là ngoại nhập hết nha anh chị và các bạn nha. Vì căn nhà này đang xây dựng là đưa đến cho anh chị và các bạn là một phát tận hưởng cuộc sống nha anh chị, rất là tuyệt vời luôn anh chị và các bạn. Nếu mà căn nhà này mà ở vào đường tư thì cực kỳ là cao, cực kỳ là gấp 10 lần luôn anh chị, nhưng mà ở đây tầm bán giá là chỉ là 1/10 thôi anh chị. Đấy, tuyệt vời. Đây là con phòng ngủ ở bên trong anh chị nha, rất là đẹp luôn chị và các bạn, đầy đủ hết. Đây là nhà vệ sinh có đầy đủ vòi sen, phòng cầu là bao vô dành đến anh chị. Phòng ngủ này có ban công bên ngoài anh chị nha, ban công bên ngoài rất là thoáng luôn anh chị. Đây là gió lùa vào rất là mát luôn, và mỗi phòng như vậy là 35-38 m², rất là rộng anh chị. Đây, từ trên cao mình phóng ra ánh nhìn chị thấy khu shop house rất là đẹp luôn và giá trị thành luôn chị. Đó, rồi đối diện đó là một cái center nít cho chị nha. Đó, rất là đẹp luôn. Và anh chị thấy là có những cái đối diện mình là có những cái hàng cây. Đó, những cái khu cây xanh này là có những cái bơm nước tự động luôn chị. Đó, nước tự hành động luôn nên chị và các bạn mình cứ yên tâm lúc nào. Đối diện nhà mình cũng có cây xanh mát, có công trung nhân vệ sinh cây xanh luôn, đó đào nó rất là đẹp luôn. Và anh chị có để ý với Tâm á là ở khu vực này á đường xá rất là sạch sẽ, không có miếng rác nào giống như Singapore vậy, tại vì tập đoàn làm sao đang đưa đến cho anh chị và các bạn là một cái nơi để ở anh chị nha, một nơi để ở, một nơi để nghỉ ngơi, đó rất là đẹp luôn chị và các bạn. Và anh chị không phải tốn bất kỳ chi phí nào hết anh chị. Đó, có nhiều người sợ là tốn chi phí về bảo vệ, chi phí về công viên cây xanh nên là không có chi phí nào hết nha anh chị. Anh chị đã mua nhà là tận hưởng hết tất cả dịch vụ bên trong. Đó, thì đây là Tâm đang đứng trên cầu thang của tầng 2 để lên trên tầng 1 và 3 nha anh chị và các bạn. Thì chị thấy kiến giờ rất là đẹp không chị nha, vừa đó ánh nắng này, vừa có gió cũng rất là thoáng luôn cho nhà mình, khi không khí lưu chuyển cho nhà mình nó tăng hơn sinh khí anh chị nha, nên rất là yên tâm. Đó, rồi ở trên đây có một phòng thờ và hai sân thượng rất là rộng luôn chị. Đấy, anh chị thấy có đèn ở đây rất là sáng, buổi sáng thì không cần đèn, buổi tối là có một cái đèn ở giữa luôn chị và các bạn, rất là đẹp, rất là thoáng luôn. Rồi ơi, đây là cái phần sân thượng sao cho anh chị và các bạn, đó 30 m², rất là rộng rãi thoáng mát luôn anh chị nha, và ốp gạch chống trơn trượt hết. Và khu vực này nếu mà anh chị và các bạn mình có thể làm lồng sắt cũng được, đó mình bảo vệ cho nhà mình, hoặc là ở đây thì có bảo vệ 24/24 rồi anh chị cứ yên tâm. Và mình tổ chức tiệc tùng BBQ, tiệc nướng ở đây là khá là tuyệt vời luôn. Thì anh chị thấy đằng sau nhà mình đây, đó hồ thiên nga nha anh chị nha, hồ sinh thái thiên nga, mình có thể đạp vịt đập thiên nga ở đây nè anh chị, rất là đẹp luôn. Và căn nhà đó bên hông đây đó là đang đổ sàn nha anh chị, đó là đúc hết sàn bê tông luôn, đầy đủ hết cho anh chị và các bạn nhìn rõ luôn như vậy nha. Và bên đây á là anh chị thấy là xây dựng rất là bài bản nè, đường xá nè thông thoáng luôn, đầy đủ luôn, rất là đẹp luôn anh chị. Nói hồ mình có thể đi bộ ra tới hồ sinh thái luôn, chụp hình là selfie. Đối với những cái anh chị nào các chị phụ nữ á, thích selfie rồi thích livestream là quá tuyệt vời luôn anh chị. Đó, rồi ở bên đây anh chị thấy đường xá thì nhà san sát nhau rất là đẹp luôn, với một cái kỷ yếu mẫu rất là đẹp nha anh chị nha. Rồi thì đây là khu vực để mà mình có thể lên sân thượng trên. Đấy, anh chị có thể là cùng Tâm đi lên trên sân thượng thì Tâm có để bồn ở bên trên và chờ sẵn cho anh chị năng lượng mặt trời luôn nha, đầy đủ luôn, rất là đẹp luôn anh chị. Đấy, Tâm sẽ cho anh chị xem ở bên trên, rất là tuyệt vời nha anh chị nha. Và ở đây thì Tâm làm rất là kiên cố và chắc chắn nên anh chị cứ yên tâm. Ở trên đây là đúc luôn nha, không có miếng tôn nào luôn nha anh chị. Đó, đầy đủ là Tâm chống thấm hết rồi.
đường nước đầy đủ luôn cho anh chị. Nếu anh chị nào mà có nhu cầu làm thêm năng lượng mặt trời thì mình cứ có thể làm thêm anh chị nha. Đầy đủ hết luôn anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Và trên đây anh chị có thể là trồng cây thêm cũng được nữa anh chị. Nếu mà anh chị thích. Đó, rất là đẹp luôn anh chị nha. Nãy giờ Tâm đã giới thiệu cho anh chị và các bạn là phần sân thượng sau và phần giếng trời để cho anh chị thấy tổng quan. Thì trước ngoài đây là có một cái phòng thờ để anh chị có tiện thờ theo tôn giáo của anh chị và các bạn tín ngưỡng. Thì Tâm theo đạo Phật đó, mình hay thờ Phật, thờ Mẹ Quan Âm, rất là tuyệt vời luôn anh chị và các bạn nha. Đó, rất là đẹp luôn anh chị. Và đây là một cái phần sân thượng trước của mình, rất là đẹp luôn. Và Tâm sẽ bật mí cho anh chị và các bạn, nếu anh chị nào mà thích làm một cái hồ bơi trong nhà, tại nhà luôn, thì phần sân thượng sau Tâm sẽ thiết kế cho anh chị một cái phần hồ bơi mini đó, dành cho những bé nhỏ mình có thể là tắm rồi bơi lội, rất là tuyệt vời luôn anh chị và các bạn. Và phần đó là anh chị chịu thêm nha anh chị nha. Đó thì đây là phần sân thượng trước anh chị. Đây có hai cái đèn rất là đẹp luôn đó, và khu vực này để mình có thể là trồng cây nha anh chị nha. Rất là đẹp, rất là tiện cho anh chị và các bạn luôn. Và anh chị thấy là xung quanh căn nhà của mình là tất cả một cái hệ thống shop house đó, anh chị thấy là cực kỳ đẹp luôn. Đối diện là đường song hành luôn anh chị, vườn cây ăn trái luôn anh chị nha, rất là đẹp luôn. Và nhìn xa xa đó là một căn biệt thự luôn anh chị nha, rất là đẹp, đầy đủ hết luôn anh chị. Và hiện tại là Tâm đang đứng ở đâu anh chị nha, phần cao nhất của căn nhà luôn, đó là phần trên 3,5 tấm nha. Đó thì ở trên đây là sân thượng, thì anh chị cứ nghĩ là trên đây là có mái tôn, nhưng mà Tâm đút hết luôn anh chị và các bạn nha. Đó thì căn nhà này Tâm xin nhắc lại thông tin của căn nhà này. Căn nhà này nằm trên trục đường Đinh Đức Thiện đó, từ chợ Bình Chánh vào bên trong nhà chỉ có 2 km thôi. Và đặc biệt với anh chị và các bạn là nằm trong khu đô thị Eco City, một khu đáng sống, một khu sinh thái quá tuyệt vời để anh chị có thể an cư và đầu tư nha anh chị nha. Và căn nhà này với diện tích là ngang 4,5 m đó, dài 22 m, với kết cấu là 1 trệt 3 lầu, 1,5 tấm ở trên nữa nha anh chị nha. Đó thì căn nhà này với công năng sử dụng là một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 5 nhà vệ sinh, và tất cả nhà vệ sinh đều khép kín trong phòng ngủ luôn anh chị và các bạn. Hướng căn nhà này là hướng nam nha anh chị nha. Chưa tới 4 tỷ anh chị đã sở hữu được căn nhà quá tuyệt vời rồi. Ngân hàng hỗ trợ thêm 2 tỷ nữa là anh chị chỉ cần 2 tỷ thôi, chưa tới 2 tỷ là anh chị đã có căn nhà quá tuyệt vời để đón Tết luôn anh chị và các bạn nha. Và căn nhà này á là view cực kỳ là đẹp luôn anh chị. Đó, view đằng trước nhà là hàng cây xanh. Đó, đường trước nhà là 10 m và hàng cây xanh trước nhà là khu vườn sinh thái luôn anh chị. Có cây xoài, cây sabu chê, rồi tất cả những cây ăn quả luôn anh chị và các bạn. Và bên tay phải của căn nhà là vườn cây sinh thái nè, có sân tennis nè, sân bóng nè, và hồ địa đàng luôn anh chị và các bạn nha. Còn bên tay trái của căn nhà là khu shop house, anh chị thấy không? Quá là tuyệt vời luôn. Và căn nhà này đưa đến cho anh chị và các bạn là tất cả những cái tiện ích, tiện nghi. Và anh chị vào trong căn nhà này ở là đầy đủ hết tất cả luôn, không thiếu thứ gì, chỉ thiếu anh chị về cùng với Tâm thôi. Đó, thì anh chị thấy căn nhà này nếu mà anh chị nào mà chốt dịp trước Tết, anh Tâm sẽ đưa cho anh chị và các bạn giá cực kỳ là ưu đãi, đầu tư luôn anh chị và các bạn nha. Ở chán chê, bán vẫn lời luôn anh chị, quá tuyệt vời luôn. Chưa tới 4 tỷ anh chị nha, 3 tỷ 9, 80 triệu thôi, quá tuyệt vời rồi, đến cho anh chị luôn. Đó, chị đây, đó, quá đẹp luôn anh chị. Đây anh chị thấy vườn cây sinh thái nha anh chị nha. Đó, cây xoài, cây sabu chê, đó, đầy đủ. Và bên tay phải là đường song hành luôn anh chị, đó, rất là đẹp luôn. Và có những cái hệ thống tưới nước tự động luôn anh chị nha, nên là lúc nào cũng đẹp. Rồi, Tâm rất là cảm ơn anh chị thời gian qua đã đồng hành và ủng hộ kênh Nhà Đất của Tâm. Và đặc biệt là những khách hàng yêu mến Tâm, Tâm rất là trân trọng luôn anh chị và các bạn nha. Đó, và Tâm sẽ hỗ trợ cho anh chị và các bạn rất là nhiều luôn, từ khâu xây dựng cho tất cả những cái gì mà anh chị có khắc mắc, gút mắc gì, Tâm sẽ hỗ trợ hết từ A đến Z luôn anh chị nha. Và nếu mà anh chị đã quý mến Tâm và đã xem nhà của Tâm, vừa Tâm chỉ cần xin anh chị like, share, comment
và đặc biệt là đăng ký kênh cho Tâm để Tâm có thật nhiều mẫu nhà gửi đến cho anh chị và các bạn. Và Tâm xin gửi đến lời đầu năm, Tâm xin gửi đến cho anh chị và các bạn những ai đã mua nhà và đang dự định mua nhà lời chúc sức khỏe và lời chào thân mật nhất, và đưa đến cho anh chị và các bạn là sự uy tín và niềm tin dành đến cho anh chị nha. Và Tâm rất là tri ân những khách hàng đã mua nhà của Tâm và đã giới thiệu khách hàng cho Tâm thời gian qua rất là nhiều luôn. Cảm ơn rất là nhiều những người luôn đồng hành cùng Tâm. Đó, thì Tâm có rất là nhiều mẫu nhà từ 500, 600, 700 mấy, 800 mấy, 1 tỷ mấy, 2 tỷ mấy, 3 tỷ mấy và thậm chí là 4 tỷ mấy để dành đến cho anh chị và các bạn những mẫu nhà, những cái yêu cầu và phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình anh chị. Đó, không những của anh chị và bạn bè, người thân, đồng nghiệp, những ai có nhu cầu mua nhà hãy giới thiệu cho Tâm. Tâm đem đến cho anh chị và các bạn uy tín nha anh chị nha. Do trực tiếp Tâm xây dựng và trực tiếp Tâm bán cho anh chị. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại nha.